xung phong vào đội nữ du kích Hoàng Ngân lúc mới 17 tuổi, trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu 72 trận. Từ một thôn nữ nhút nhát, bà đã nhanh chóng trở thành một nữ tướng, người chỉ huy mưu trí, dũng cảm, gan dạ, kiên cường trước mọi hiểm nguy, khiến kẻ địch chỉ nghe đến tên đã phải bạt vía kinh hồn. Do có những thành tích đặc biệt xuất sắc, người nữ tướng ấy đã vinh dự 6 lần được gặp Bác Hồ. Đó là bà Trương Thị Tám, quê ở thôn Bắc Châu, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, một tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh Hưng Yên. Hương lũy tre làng, bãi dâu bên nước, yêu trọn tình đời, muối mặn gừng cay. Có lẽ ngay từ nhỏ đã phải chứng kiến cảnh kẻ thù tàn sát quê hương, khiến nhiều người đã phải đầu rơi, máu chảy. Có lẽ do lòng căm thù giặc sâu sắc, vì thế những trận đánh diễn ra cách đây gần 70 năm, bà Trương Thị Tám vẫn nhớ tới từng chi tiết, đặc biệt nhất là hai trận đánh do bà trực tiếp chỉ huy ở Bốt Phương Chủ, xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu vào năm 1953. Những trận đánh đã thể hiện được lòng yêu nước, sự mưu trí, gan dạ, dũng cảm của đội nữ du kích Hoàng Ngân. Năm 53 là tôi được bầu làm xã đội phó. Tôi đi lên trên Bốt Phương Chủ này hàng tháng, đi thăm họ cái địa hình của nó. Thế sau khi tôi về, tôi trình bày với anh chức huyện đội trưởng đấy, mấy lại các anh trong ban chỉ huy xã đội là quyết định là đánh Bốt Phương Chủ. Thế cái trận ấy là 8 chị em chúng tôi đi, cái hôm ấy lên là tưởng là không đánh được cả. Xã đã làm lại chi điệu. Khi chúng tôi lên ấy, thì đầu tiên lên thằng gác đầu tiên nó bảo mời các bạn đi chung chạy. Thế chị em tôi cứ chia làm 3 top cứ đi. Xong rồi bảo rằng là như thế là xuống chạy lúc mai nó chọc vào quần. Thì nó bảo rằng là về bảo chồng nhật họ, chúng tôi bảo không có chồng. Thế là đến lúc cái sao lên cái vọng gác thứ hai là mọi khi ý, thì tinh thần là chúng tôi đi quan sát ý, là nó chỉ có 12 thằng thôi. Thế nhưng mà hôm ấy nó đến rất đông. Thế thì chủ trương quyết tâm bảo chị em được là dù mấy anh nữa hy sinh cũng phải đánh. Thế là lên đến nơi thì nó còn tán tỉnh, lên cái vọng gác thứ hai nó còn tán tỉnh là mua chuối, rồi mua bưởi, rồi nó bảo là cô nào lấy tao mà thi nọ thì kia đấy. Thế chúng tôi cũng cứ nhận đi xong đến lúc thấy mặt trời mọc lên thì là bắt đầu hô xung phong. Hô xung phong thì là chúng tôi 3 người tập trung đánh chết nó thẳng, ngay một lúc. Rồi đánh 2 thằng nó gục xuống nhưng nó chưa chết. Thì bắt đầu chạy vào cướp Trung Liên. Thì là cái tốp đằng trên nó xuống, thì tôi cướp Trung Liên thì nó xuống thì nó vật tôi từ trên đê xuống chạy. Thì là đến lúc về sau chúng tôi lên là thu được. Đầu tiên chúng tôi phải phân công cho 2 người là giữ đứa đạn của nó và giữ cái radio của nó, còn nó gọi lên phương chủ, nó gọi lên bốt thì nó đánh thì chết mình. Thì là thu được những thứ đó. Thế đến lúc lên thu thì xong đó một cái thằng lính còi nó lại nhảy xuống người, tôi đuổi nó thì nó nhảy xuống ao. Nó cứ lại ông lại bà lại cứ cuống quyết lên. Thì là cuối cùng nó phải vứt khẩu súng đấy, thì là thu khẩu súng ấy. Thì là quân của tôi rút được an toàn về, thì là thu được một khẩu súng này, một hộp radio này, một hộp đạn này. Thì chị em là rút về an toàn. Đấy là cái trận thứ nhất. Cái trận thứ hai là trận lấy bốt. Lấy bốt thì các anh cũng giao cho tôi là đi đầu tiên. Đánh cái trận ấy thì nguy hiểm lắm. Trận ấy là một sống một chết. Thế thì khi vào bốt ấy thì chưa bắt đầu vào đến cửa là súng nó bắn ra. Còn mình vẫn chui vào hàng rào nó vào. Thì sau đó thì có một cái đơn vị của bộ đội của ta nữa. 2 trung đoàn. Thì là vào tiếp tục là mình đánh được, mình mới thu được bốt của nó. Là 2 cái trận đấy là ác liệt nhất ở cái bốt này. Hình ảnh bà Tám và những chiến sĩ nữ du kích Hoàng Ngân mưu trí dũng cảm dùng đòn gánh đánh Tây đã gây được tiếng vang lớn và đã trở thành nguyên mẫu trong bài thơ Gái bãi dậy sông Hồng của nhà thơ Huy Cận. Đơn giản có gì đâu, con gái vùng du kích, tuổi bẻ gãy sừng trâu, đòn gánh dồn đánh địch. Con bà Trưng bà Triệu, gái bãi dậy sông Hồng, chăm chị nghìn chị Tám, vai dám gánh non sông. Sau 2 trận đánh nổi tiếng ở Bốt Phương Chủ, bà Tám cùng đồng đội còn tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hàng chục trận, chống lại các cuộc càn quét của kẻ địch. Do có những thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, bà Trương Thị Tám đã 3 lần được bầu chọn đại diện cho lực lượng nữ du kích Hoàng Ngân tham gia duyệt binh tại Hà Nội. Đó là lễ duyệt binh năm 1955, lễ kỷ niệm ngày Tết độc lập mùng 2 tháng 9 năm 1956, mùng 2 tháng 9 năm 1957.
vinh dự lớn nhất trong cuộc đời của bà. Có 6 lần được gặp Bác Hồ. Bà cho biết, tôi được gặp Bác 6 lần. Nhưng lần để lại ấn tượng nhất trong tôi là ngày 1 tháng 1 năm 1955. Tôi thì vinh dự được gặp Bác 6 lần. Lần đầu tiên là tháng Giêng năm 55. Duyệt binh ấy tiếp thu thủ đô Hà Nội. Khi lên phát biểu tôi đã là thưa các vị lãnh tụ. Thế đến lúc phát biểu thì xuống nói là xin rút lui. Xuống bắt tay bác ấy, bác ấy căn dặn như thế này này. Bác bảo cô nói thì được, nhưng mà có một câu là cô bảo là khi cô phát biểu thì cô không được nói là rút lui. Vì tôi chả nói là trước khi thôi thì tôi xin rút lui. Thì cô bảo là bây giờ ta chiến thắng đế quốc Pháp, bên đế quốc cái rồi. Thì cô phát biểu là cô nói là ngừng lời. Thế thì từ ngày đó đến bây giờ tôi vẫn luôn luôn trong đầu óc tôi nhớ đến cái lời dạy của bác. Quá trình tôi công tác, tôi phát biểu, tôi đều chỉ ngừng lời, không nói rút lui nữa. Cuối năm 1955, bà Trương Thị Tám xây dựng gia đình với ông Đỗ Trọng Hội, người cùng xã. Ông Hội là bộ đội chống Pháp, vừa được quân đội cho xuất ngũ. Năm 1968, giặc Mỹ điên cuồng mở rộng chiến tranh ra miền Bắc. Mặc dù hoàn cảnh có nhiều éo le, bố mẹ chồng đã cao tuổi, bốn con còn nhỏ dại. Nghe theo những lời dạy của bác, bà Tám đã gương mẫu động viên chồng tái ngũ lên đường vào Nam chiến đấu. Chính từ sự gương mẫu của bà, lớp lớp thanh niên của Đông Kết đã hăng hái xung phong nhập ngũ lên đường diệt giặc. Đông Kết trở thành một trong những điểm sáng trong phong trào thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Tôi nghe lời dạy của bác thì thời gian đó là về tôi gương mẫu vận động chồng tôi đi bộ đội, sau đó lại vận động cho con tôi đi bộ đội. Thì tôi nghĩ là không có quân đội thì không bảo vệ được Tổ quốc, cũng như lời dạy của Bác Hồ là phải bảo vệ Tổ quốc và phải đánh thắng đế quốc. Từ khi chồng tôi đi bộ đội, tôi gánh vác như thế là nuôi 4 đứa con, rồi tôi lại là thương binh lợi bốt. Không bao giờ tôi quên được những lời dạy của bác và luôn luôn tôi vươn lên hoàn thành trách nhiệm của địa phương giao cho. Quá trình tôi công tác ấy thì tôi vận dụng là một là mình phải luôn luôn gương mẫu, hai là mình phải làm cho nó đúng lời dạy của bác. Cái thứ ba nữa là không làm cái gì thì ảnh hưởng cái đường lối của Đảng và của bác cả. Quá trình tôi làm bí thư chủ tịch rồi là trưởng công an cho đến lúc tôi về hưu, luôn luôn làm tốt và gương mẫu, lúc nào là một đảng viên gương mẫu và xuất sắc. Hơn một năm sau, năm 1969, điều không ai muốn đổ ập xuống gia đình bà, ông Hội đã hy sinh. Vì sợ bà Tám không chịu nổi sự mất mát quá lớn, nên mãi đến năm 1972, địa phương mới chính thức thông báo chồng bà, liệt sĩ Đỗ Trọng Hội đã hy sinh anh dũng tại chiến trường Quảng Trị. Nén đau thương mất mát, bà Tám dồn tất cả sức lực tâm trí, tình cảm, thay chồng chăm sóc cha mẹ, nuôi dạy 4 người con và tiếp tục tham gia công tác xã hội. Hình ảnh nữ bí thư đảng ủy xã Trương Thị Tám vấn khăn tang tới từng thôn xóm, động viên các gia đình tiếp tục đóng góp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trở thành những hình ảnh vô cùng xúc động, lay động tâm can cán bộ và nhân dân địa phương lúc bấy giờ. Với những đóng góp không biết mệt mỏi, năm nào bà cũng được suy tôn, bầu chọn là cá nhân xuất sắc. Để ghi nhận những đóng góp cũng như sự tiến bộ trong quá trình công tác, bà lần lượt được các cấp giao các trọng trách: đội trưởng đội du kích xã năm 1952, xã đội phó năm 1953, xã đội trưởng năm 1958, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã năm 1961, chủ tịch ủy ban nhân dân xã năm 1964, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy xã Đông Kết năm 1966, huyện ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện năm 1975. Đối với bác Tám là một người phụ nữ trung hậu đảm đang, giỏi việc nước đảm cả việc nhà và là một người phụ nữ tuyệt vời. Nếu bác ấy mà không có nghị lực để sống, để vươn lên đó, thì dễ bỏ giữa chừng. Thế nhưng mà đối với bác Tám, dù khó khăn đến mấy nhưng mà vẫn quyết tâm khắc phục đều hoàn thành nhiệm vụ. Với cái sự nhiệt tình, miệng nói tay làm. Mà có một cái nổi bật nhất của bác ấy là chị em phải thân tình, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Tức là
không có những cái điều mà níu kéo nhau, ghen tự địa vị này nọ, thì bác ấy mới tồn tại được cho đến tận bây giờ. Bà Tám là một con người của công việc. Điểm nổi bật nhất của bà Tám ở xã thì cái phong trào của xã đồng kết, lúc nào cũng là những đảng bộ tiêu biểu. Nên huyện không một cái việc gì là bà không hoàn thành. Trường hợp người khác thì có thể không vượt qua được cái hoàn cảnh gia đình. Ông thì đi bộ đội, ở nhà một mình là 44 con, cho nên là vất vả lắm. Nếu mà không bà không có một cái tâm huyết cách mạng và không có một cái nhiệt huyết về phong trào thì không thể vượt qua được. 6 năm liên tục, từ năm 1969 đến năm 1974, bà được Bộ Tư lệnh Quân khu Tà Ngạn và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Hưng tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Năm 1985, bà được nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhất. Nghe theo những lời căn dặn của bác, trong hoàn cảnh nào hoặc nhận bất cứ nhiệm vụ gì, bà Tám luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy với công việc. Ở cương vị nào, bà cũng luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng và nhân dân giao phó. Đồng chí Trương Thị Tám, đảng viên 65 năm tuổi đảng, hiện đang sinh hoạt tại Đảng bộ Đúc Kết. Thì quá trình công tác của đồng chí Tám thì xuyên suốt trong các phong trào của Đảng bộ xã Đúc Kết. Từ thời kỳ đồng chí là du kích, xong rồi đến đồng chí làm xã đội trưởng và bí thư Đảng ủy Đúc Kết, và sau này khi đồng chí lên huyện làm chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ của huyện Quế Châu, chí luôn nêu cao tinh thần gương mẫu từ cái việc nhỏ nhất trong gia đình rồi đến ra ngoài xã hội, các phong trào của địa phương, có thể đánh giá là một cái gương là học tập suốt đời, theo bác suốt đời, từ ý nghĩ việc làm, sống rất là hòa đồng, giản dị, và được đồng chí trong chi bộ, đảng bộ, thế rồi cộng đồng làng xóm và nhân dân rất là yêu mến và tin tưởng. Đối với hội chúng tôi thì rất tự hào có một hội viên là người phụ nữ cao tuổi nhưng vẫn tham gia tổ chức hội, tham gia tất cả những phong trào của làng, của xã, của địa phương mà nơi bà sinh sống, đặc biệt là các phong trào của hội. Ví dụ như khi chúng tôi phát động các cái phong trào quyên góp từ thiện thì bà bao giờ cũng là những người mà làm tốt công tác tuyên truyền và tiên phong trong các cái ủng hộ. Thứ hai là các cái phong trào, ví dụ như phong trào 503 sạch, khi chúng tôi phát động cái phong trào là phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình thì bà là một trong những hội viên của Bắc Châu là tiêu biểu, là sử dụng và rất là hiệu quả. Và trong các cái buổi mà khi mà chúng tôi tổ chức sinh hoạt của chi hội thì làm một trong những người mà đến sớm nhất và cái tinh thần phê và tự phê giúp cho đồng chí của mình thì rất là tốt. Đây coi như là một cái tấm gương mà chúng tôi cần phải học hỏi và cần phải phấn đấu để làm sao mà học được mà những cái đức tính của cụ. Tháng 5 năm 1988, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bà được Đảng, Nhà nước cho về nghỉ hưu tại quê thôn Bắc Châu, xã Đông Kết, huyện Quái Châu. Thực hiện lời căn dặn của bác, về hưu mà không nghỉ. Trong 30 năm về với quê hương, bà không chỉ tiếp tục có những đóng góp sức lực, trí tuệ và kinh nghiệm cho đảng bộ, chi bộ, thôn, xã trong xây dựng phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. Bà còn có nhiều việc làm thiết thực trong xây dựng nông thôn mới, khuyến học, khuyến tài, từ thiện, nhân đạo, xóa đói, giảm nghèo. Những việc làm ấy khiến cán bộ và nhân dân trong xóm, ngoài làng trân trọng và cảm phục. Nể phục cụ nhất là đức tính hy sinh. Chồng đi bộ đội tham gia chiến trường mà cụ có một mình mà nuôi con. Việc xã hội mà lại vì con đông như thế nhưng mà vẫn công việc mình vẫn hoàn thành đến nơi chốn. Về các cái phong trào của địa phương là bà cụ này đi đầu gương mẫu. Quý nhất ở bà cụ là cái tính là có nghĩa là đoàn kết và tình cảm đối với bà con lối xóm. Có ai khó khăn cụ cũng chung tay vào để giúp đỡ. Gia đình là nhà cháu Hải Vi trong này là nhà cháu nó bị tàn tật, đang đi học mà cháu bị phải cảm. Thì bây giờ không đi học được nữa thì cụ cũng có một chút quà nào đấy động viên giúp đỡ cho cháu nó có cái nghị lực để vươn lên. Đồng chí Tám là đảng viên vừa cao tuổi đảng
lại vừa cao tuổi đời, phải nói là rất là tích cực và rất là gương mẫu. Đấy, kể cả là hiến đất cho lại mở rộng đường, rồi thì ngoài cái việc mà đóng góp theo khẩu do thôn quy định, đấy, đồng chí còn ủng hộ mỗi một đoạn đường, là đoạn thì 5 triệu, đoạn 7 triệu, nhất là cái đoạn này là đồng chí ủng hộ tới 12 triệu, ngoài cái tiêu chuẩn của gia đình cho cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng chí là người phá hàng rào đầu tiên. Chúng tôi rất là nể ở cái tính gương mẫu của đồng chí. Đồng chí đã có ý định làm cái gì, đồng chí làm bằng được. Bất kể ngày đêm giờ giấc và không kể thời gian. Thì đồng chí thấy ai trong làng xóm mà có những cái hoàn cảnh khó khăn hoặc là gặp hoạn nạn là đồng chí nghĩa là nghe thấy là đến thăm hỏi, rồi động viên, rồi thì giúp đỡ. Cái này phải nói là được nhân dân rất là tin yêu và quý mến. Do có những thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ngày 26 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định số 625 phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho bà Trương Thị Tám, nguyên xã đội phó xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Phấn khởi và tự hào đón nhận phần thưởng cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, huy hiệu 65 năm tuổi Đảng do Đảng và Nhà nước phong tặng đúng vào dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2019. Bà Trương Thị Tám khẳng định những gì bà làm được trong 67 năm kể từ ngày xung phong vào đội nữ du kích Hoàng Ngân, đặc biệt là trong 65 năm kể từ ngày được đứng trong hàng ngũ của Đảng, là do bà đã khắc ghi và thực hiện một cách sáng tạo những lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu. Trong đó có sự nỗ lực không biết mệt mỏi của bản thân bà. Bà cảm ơn và tri ân sự quan tâm giúp đỡ của các đội viên nữ du kích Hoàng Ngân, của các cấp, các ngành, của gia đình và người thân. 86 năm tuổi đời, 65 năm tuổi Đảng, nhưng người nữ tướng của đội du kích Hoàng Ngân năm xưa luôn tự nhủ: tuổi cao nhưng vẫn phải khiêm tốn, gương mẫu, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, dành trọn niềm tin vào Đảng, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân.